Hủ tục hiến tế trẻ em ở Uganda. Hiện nay, Uganda châu Phi vẫn duy trì hủ tục hiến tế sống trẻ em. Các thầy lang kiêm các phù thủy ở đây tin rằng máu trẻ em là thứ thuần khiết còn nội tạng là thứ cống phẩm cho thần linh. Họ thường được các quý tộc ở đây trả bằng rất nhiều vàng bạc để tìm hoặc bắt cóc một đứa trẻ nào đó về và thực hiện các nghi thức hiến tế man dợ. Hiện nay, chính quyền Uganda và Tổ chức Bảo vệ Trẻ Em Thế Giới đã và đang quyết tâm bài trừ hủ tục vô nhân tính này.